Nè mấy em muốn làm không? Nè làm đi. Ai không nhau nào? Đây chúng ta đang làm món sô cô la sữa. Đầu tiên sau khi các bạn để cho cái bát này thật nóng, các bạn đổ sô cô la trắng vào. Và sau đó chúng ta sẽ khuấy đều tay để cho sô cô la chảy ra. Và sau đó chúng ta sẽ bỏ vào bịch để chúng ta sẽ có được món sô cô la sữa đầu tiên.